Theo thống kê tại Mỹ, số lượng người Việt sở hữu nhà tại quốc gia này tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Việt Nam là quốc gia mua nhà liên tục đứng trong top 10 ở Mỹ. Báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc ở Hoa Kỳ, NAR, vừa công bố là năm 2017, người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ, tăng lên 2 bậc từ vị trí thứ 8. Chiếm khoảng 2% người Việt đã chi khoảng 3,06 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ. Con số này ngang ngửa với các nước như Đức hay là Nhật Bản. Dẫn đầu danh sách đang là Trung Quốc với 31,7 tỷ USD dành để mua nhà trong năm 2017. Kế tiếp là Canada 19 tỷ USD, Anh 9,5 tỷ USD. Năm 2012, doanh nhân Phạm Đình Nguyên, tổng giám đốc công ty dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế IDS, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành người Việt Nam mua cả một thị trấn Burford ở Mỹ. Không chỉ riêng Mỹ mà các nước khác như Canada hay Úc cũng được người Việt quan tâm. Tại một số nước thủ tục nhập cư không quá khắt khe, họ còn mời gọi người nước ngoài sang đây để định cư. Giám đốc một công ty tư vấn bất động sản cho biết rằng nhu cầu mua nhà của người Việt tại nước ngoài tăng trong một vài năm gần đây và tập trung vào thị trường Mỹ, Úc vì giá cả tại đó còn tương đối rẻ so với năng lực tài chính của một bộ phận người Việt trong nước. Trước đó, Savills Việt Nam chào bán là 155 căn hộ cao cấp tại Anh cho người Việt. Ngày càng có nhiều hãng tư vấn di trú quốc tế tham gia thị trường Việt Nam và hoạt động một cách tích cực để phục vụ các khách hàng tiềm năng. Hàng loạt hội thảo đầu tư định cư, đầu tư nhận thẻ xanh, đầu tư thông minh vào các nước châu Mỹ, Caribe và châu Âu được các công ty môi giới tổ chức liên tục từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh và lan ra cả Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu đã thừa nhận một bộ phận người Việt Nam có khả năng tài chính rất tốt. Còn theo chia sẻ của đại diện Việt Nam Sora International Realty, nhiều khách hàng trong nước quan tâm tới việc mua nhà ở nước ngoài sau các sự kiện giới thiệu một số sản phẩm bất động sản do công ty tổ chức. Các quy định của pháp luật Việt Nam không cấm cá nhân người Việt Nam sở hữu bất động sản ở nước ngoài, nhưng các quy định của pháp luật Việt Nam siết chặt chuyển tiền mặt số lượng lớn ra nước ngoài cho các mục đích cá nhân. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu người Việt bên đó đủ điều kiện mua nhà theo quy định Mỹ thì chắc chắn là nguồn tiền phải hợp pháp. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nhận định rủi ro lớn nhất cho các cá nhân người Việt Nam là làm thế nào để chuyển tiền đầu tư vào Mỹ khi không có giấy phép đầu tư. Nhiều công ty tư vấn ở Việt Nam sau khi nhận phí môi giới thì xem như là hết trách nhiệm. Khách hàng có được cấp visa định cư vào Mỹ hay không là một câu chuyện khác. Để mua được nhà ở Mỹ và chuyển tiền qua ngân hàng, công dân chỉ có cách đi đường vòng bằng xin giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Mỹ, thậm chí là bằng đường không chính thức. Người Việt muốn mua nhà ở Mỹ sẽ rất khó vì phải có việc làm, thẻ thường trú, chứng minh thu nhập. Những khoản tiền lớn như 500.000 USD trên một suất đầu tư như chương trình EB Point sẽ phải làm rõ nguồn gốc tiền. Nếu không chứng minh được sẽ gặp rủi ro lớn về mặt pháp lý. Đã có nhiều trường hợp khách hàng Việt Nam đặt cọc mua nhà nhưng không thể thực hiện được các thủ tục khác dẫn đến việc mất trắng tiền cọc. Vì vậy, các cá nhân không nên mạo hiểm với tài chính của mình. Gần như là những khu vực đông người Việt sinh sống tại Mỹ đều có nền kinh tế khá sôi nổi, khí hậu tốt và thị trường bất động sản có tiềm năng, cho nên là khá nhiều người Việt mà ông biết đều mua nhà hoặc là đầu tư bất động sản ở những khu vực này. Theo báo cáo hồ sơ hoạt động quốc tế về bất động sản tại Mỹ năm 2017 của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc NAR mới được công bố cách đây vài ngày. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 2016 đến tháng 3 năm 2017, người Việt Nam đã bỏ ra khoảng 3,6 tỷ USD để mua bất động sản, trong đó chủ yếu là nhà tại Mỹ. Khi báo cáo này được báo chí đăng tải đồng loạt, dư luận đã bàn tán rất là sôi nổi. Để đóng góp thêm một góc nhìn về vấn đề đang hot trong dư luận, báo điện tử Một Thế Giới đã trao đổi với ông Michael Hưng, hiện là chuyên viên địa ốc và là tín dụng bất động sản đang làm việc tại công ty Berkshire Hathaway Home Services, Sacramento, California, ở Mỹ. Ông Michael Hearn đã từng có loạt bài chuyên sâu vào Một Thế Giới về vấn đề người nước ngoài mua nhà tại Mỹ được đông đảo bạn đọc quan tâm. Là một chuyên viên về bất động sản tại Mỹ,
Ông có thể cho biết là NAR là một tổ chức như thế nào và số liệu của họ công bố có đáng tin cậy hay là không? Chính xác thì NAR là Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản toàn nước Mỹ, National Association of Realtors. Theo tôi, các số liệu của hiệp hội này là dựa trên các thống kê của các tổ chức chuyên nghiệp đáng tin cậy. Trên VNE, tổng giám đốc một ngân hàng cho rằng ngoại tệ chuyển qua nước ngoài mua nhà có thể qua các con đường không chính thức, bởi ngân hàng chỉ nhận quyền chuyển tiền thanh toán một số giao dịch được phép như bệnh, du học v.v. và số tiền này không quá lớn. Quan điểm và của ông về nhận định này như thế nào? Theo tôi hiểu thì luật Việt Nam hiện tại có hạn chế việc chuyển ngân ra nước ngoài cho nhiều mục đích, không chỉ riêng mua nhà. Do đó, nhiều ngân khoản đưa ra nước ngoài với số lượng lớn có thể thông qua nhiều phương tiện không chính thức. Hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường đều có luật thông thoáng trong việc chuyển khoản quốc tế. Người ở Úc, châu Âu, Canada, Singapore đều có thể chuyển khoản trực tiếp đến hoặc là đi từ Mỹ mà không chịu giới hạn gì, miễn đó là nguồn tiền hợp pháp. Trên thế giới chỉ có một số quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc v.v. thì mới có những quy định hạn chế. Như vậy là liệu có còn cách nào khác để người Việt Nam chuyển tiền qua Mỹ để mua nhà hay không? Vì các số liệu này không phải do chính các ngân hàng tại Việt Nam thống kê, thưa ông. Tôi không ở vị trí để có thể trả lời được và đúng về câu hỏi này. Tuy nhiên, tôi có suy nghĩ này. Theo số liệu của chính Việt Nam đưa ra thì hàng năm đã có khoảng gần 10 tỷ USD được chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Như vậy, trên lý thuyết, việc hoán chuyển nguồn tiền đến và đi đều có thể thực hiện được mà không nhất thiết phải thông qua các phương tiện chính thức. Như vậy là theo ông, vì sao người Việt Nam lại muốn mua nhà ở Mỹ nhiều như vậy và xu hướng này ra sao? Tiến sĩ chia sẻ thêm, tôi đọc báo thấy có nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển tiền và mua nhà ở Mỹ là có dấu hiệu tiêu cực, là từ nguồn tiền bất minh. Theo tôi, đây là ý kiến có phần phiến diện. Có thể có một số trường hợp đầu tư ở Mỹ có nguồn gốc tài sản không minh bạch, nhưng không phải là tất cả. Hầu hết những trường hợp mua nhà ở Mỹ mà tôi biết đều là người miền Nam có thân nhân ở Mỹ, thuộc thành phần kinh tế tư nhân nhỏ hoặc là giới chuyên nghiệp như là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên của các công ty quốc tế v.v. Đây là thành phần vốn có thiện cảm với xã hội Mỹ và có con cái đang theo học hành hoặc đang có hướng cho con cái định cư lâu dài ở Mỹ. Họ đã dùng số tiền đã tích lũy được, thậm chí là bán nhà cửa tài sản ở Việt Nam để mua một căn nhà ở Mỹ. Một nhóm khác là thành phần đang hoặc là chuẩn bị định cư ở Mỹ theo diện thân nhân bảo lãnh hoặc là đầu tư kinh tế EB-4. Những người này tất nhiên là phải tìm cách chuyển tài sản của họ đến Mỹ. Như vậy là họ thường mua những loại nhà nào và tại tiểu bang vùng nào của nước Mỹ vậy? Loại nhà mà người Việt chúng ta thường mua là nhà để ở từ 3 phòng ngủ đến 5 phòng ngủ, rộng khoảng là 150-300m². Hiện nay giá cả của loại nhà này tùy theo vùng và diện tích căn nhà, nhưng có thể nói là trung bình vào khoảng 250.000-500.000 USD. Đa số là mua để cho con cái ở, một số là để cho thuê. Trong vài năm gần đây thì cũng có một số doanh nghiệp ở Việt Nam mua các cơ sở thương mại tầm trung bình nhằm mục đích đầu tư. Người Việt Nam theo tôi biết là thường chọn đầu tư ở những khu vực có nhiều đồng hương sinh sống như Los Angeles, San Francisco, Bay Area, Sacramento của tiểu bang California hay là Houston ở tiểu bang Texas, Miami của Florida. Lý do có thể là hầu hết các đầu mối thông tin đều bắt đầu từ mối quan hệ thân nhân, quen biết và cùng ngôn ngữ. Thứ hai là có thể là một sự trùng hợp, gần như những khu vực đông người Việt sinh sống để có nền kinh tế khá là sôi nổi, khí hậu tốt và thị trường bất động sản có tiềm năng. Ngoài người Việt Nam theo ông thì người nước nào mua nhiều bất động sản ở Mỹ nhất và vì sao? Như báo chí Việt Nam đã thông tin, Trung Quốc hiện chiếm đầu bảng về lượng người đầu tư vào bất động sản ở Mỹ. Theo tôi hiện tượng này không có gì lạ. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, đang có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong 3 thập niên vừa qua và có số thặng dư quỹ tiền tiết kiệm lớn. Hơn nữa, cũng như người Việt Nam, người Trung Quốc rất muốn chọn Mỹ cho tương lai của con cháu họ. Nhưng không riêng gì Trung Quốc, như thông tin mà các bạn đã biết, người Canada, Anh, Nga và các nước Ả Rập và một số nước phát triển khác cũng đầu tư khá nhiều vào bất động sản ở Mỹ. Như vậy là ông có lời khuyên nào cho những người Việt Nam đang có dự định mua nhà ở Mỹ không? Những chuyên gia môi giới bất động sản chuyên nghiệp như chúng tôi không khuyến khích mua hay là không mua nhà, đầu tư hay là không đầu tư. Công việc của chúng tôi là tư vấn thị trường, hướng dẫn thực hiện thủ tục mua bán, sang nhượng, đầu tư và quản lý bất động sản. Chỉ làm khi có yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng những thông tin đúng đắn và đầy đủ về thị trường, tình trạng kỹ thuật của tài sản, trình tự thủ tục.
trình tự thủ tục pháp lý và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của khách hàng mình. Các bạn mới là người đưa ra quyết định nên đầu tư hay là không, nên đầu tư ở đâu, đầu tư vào lĩnh vực gì và khi nào. Bạn có thể tham vấn với chúng tôi, nhưng người ra quyết định cuối cùng không ai khác hơn chính là bạn, những nhà đầu tư. Theo tôi, những người mua nhà hoặc đầu tư bất động sản ở Mỹ không hẳn là vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt. Một số nhà đầu tư cho biết là ở Việt Nam họ có thể kiếm lợi nhuận cao hơn. Hầu hết người mua nhà ở Mỹ là nhằm mục đích tìm kiếm cho con cái họ có một môi trường học hành, xã hội và tự nhiên tốt hơn. Một số người khác có thể muốn tìm một kênh đầu tư ít rủi ro để bảo toàn một phần nguồn vốn của mình. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.